Xin chào tất cả quý vị và các bạn, mời các bạn xem thông tin cập nhật giá tôm ngày hôm nay. Trang thông tin thủy sản kính chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ và một ngày làm việc thật hiệu quả. Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ở khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau như sau: 20 con lớn 180.000 đồng, 20 con nhỏ 170.000 đồng, 25 con lớn 135.000 đồng, 25 con nhỏ 130.000 đồng, 30 con 118.000 đồng, 40 con 105.000 đồng, 50 con 93.000 đồng. Giá thu mua tôm thẻ oxy ở khu vực Bạc Liêu như sau: 25 con lớn 142.000 đồng, 30 con lớn 132.000 đồng, 30 con nhỏ 127.000 đồng, 40 con lớn 110.000 đồng, 40 con nhỏ 109.000 đồng. Giá thu mua tôm thẻ kiểm kháng sinh, ưu tiên khu vực Bạc Liêu như sau: 20 con lớn 182.000 đồng, 25 con lớn 135.000 đồng, 25 con nhỏ 130.000 đồng, 30 con 119.000 đồng, 40 con 106.000 đồng, 50 con 93.000 đồng, 60 con 90.000 đồng. Giá tôm thẻ oxy, luộc đỏ, khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau như sau: 50 con 100.000 đồng, 60 con 95.000 đồng, 70 con 90.000 đồng. Liên hệ 0793652820, gặp thân